em du luôn. Đánh dư. Kéo về bên này xin ơi. Thôi thôi. Lau qua cái này xin này. Em du luôn. Isuzu 4K1 nhá. Không khói không đổ hơi. Ra đi em ơi. Quá là êm. Không có một tí đổ hơi luôn nhá. Tắt đi em ơi. Quá ok luôn. Con máy số 1, à, con máy số 2 đã ok nhá. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm Isuzu 4KH1, con máy số 2 trong đơn hàng 11 con máy cho anh ta ở Trà Vinh nhá. Máy lổ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn. Thực sự là cái dòng máy này nó đang rất là hot anh em ạ, vì cái giá trị sử dụng nó còn rất là cao. Lổ êm du luôn, máy lại máy Nhật nhá anh em nhá. Cái con này nó vòng tua của nó là 3.200 đến 3.400 và mã lực của nó là 105 đến 110 PS. Lòng của nó là 95, to hơn máy Isuzu 93. Như vậy là đơn hàng số 2 đã xong nha anh em nhá. Tất cả các anh em có xem được video thì hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài và chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Và tất cả các anh em đang có nhu cầu mua các loại động cơ ấy, máy móc về để sử dụng cho công việc tàu thuyền của mình, hay hút cát, hay bất kỳ cái loại chạy giỏ lái hay cái gì đấy anh em ạ, cà phê tưới tiêu hay gì, thì mọi người đang cần một đang thắc mắc hay là đang lưỡng lự cần tìm một cơ sở nào có cần tìm một cơ sở có nhiều máy móc và uy tín tư vấn nhiệt tình cho anh em thì hãy liên hệ cho em nhá. Động cơ ô tô ông Thịnh sẵn sàng phục vụ cho anh em từ A đến Z luôn, tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể để cho mọi người tìm được chọn được cái dòng sản phẩm nào đó phù hợp nhất với công việc của mọi người nhá. Và đặc biệt nếu mà anh em có mua đồ vặt hay cái gì thì mọi người cứ liên hệ cho em, bất kỳ cái mẫu đồ vật gì hay gì là anh em cứ cần chỉ cần chụp ảnh gửi qua Zalo cho em là được. Và nếu mà anh em có mua hàng trên mạng ấy thì phải tìm hiểu thật kỹ xem cái cơ sở mình mua hàng hoặc là cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đồng hàng hay không và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá anh em nhá. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh trai nhá. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em. Chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở con máy số 3 nhá.